Xin chào các bạn. Sau chuyến bay kỹ thuật thành công vào ngày hôm qua, thì đến ngày hôm nay, mùng 2 tháng 12 năm 2023, sân bay Điện Biên đã được mở cửa trở lại cho các chuyến bay thương mại. Và trước mặt mình chính là chuyến bay thương mại đầu tiên chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Điện Biên. Đây là một chiếc Airbus A321 xuất phát từ sân bay quốc tế Nội Bài. Đây là máy bay của hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines. Và trùng hợp đây cũng chính là chiếc máy bay đã thực hiện chuyến bay kỹ thuật vào ngày hôm qua. Chiếc Airbus A321 mang số đăng bạ là VN A396. Chỉ khác so với ngày hôm qua là hôm nay nó sẽ chở đầy hành khách trên máy bay. Theo như mình tra trên hệ thống bán vé của Vietnam Airlines thì vé máy bay cho chặng Hà Nội, Điện Biên và ngược lại đã được hãng bán hết trong vài ngày tới. Điều đó đã chứng tỏ nhu cầu đi lại bằng đường hàng không rất lớn giữa Hà Nội và Điện Biên. Mà đó là hãng đã chuyển sang khai thác bằng loại tàu bay có sức chứa lớn là Airbus A321 thay cho loại máy bay cánh quạt như ATR-72 trước kia. Có thể sắp tới, vào dịp cao điểm Tết, hãng sẽ phải thêm chuyến hoặc sẽ mở lại đường bay từ Hải Phòng đi Điện Biên. Bây giờ mời các bạn cùng chứng kiến chuyến bay thương mại đầu tiên được khai thác bằng dòng Airbus A321 hạ cánh xuống sân bay Điện Biên sau khi sân bay đã được nâng cấp mở rộng, đủ sức tiếp nhận loại tàu bay phản lực hiện đại có sức chứa tối đa lên tới trên 200 hành khách như Airbus A321 và các loại tương đương. Có thể thấy sân bay Điện Biên là một sân bay nằm trong lòng chảo, bốn bên là núi và chỉ có một đường để cho máy bay lên xuống. Chiếc Airbus A321 vừa hạ cánh xuống đường băng 35 sân bay Điện Biên. Còn nâng cấp mở rộng, nhưng sân bay này được làm mới hoàn toàn đường băng có chiều dài 2.400m. Đường băng cũ đã không còn được khai thác nữa. Và đây là pha hạ cánh của chiếc A321 Vietnam Airlines xuống sân bay Điện Biên, được quay từ camera góc rộng. Với camera này thì có thể thấy cả hai đường băng cũ và mới của sân bay Điện Biên. Ở phía xa chính là đài kiểm soát không lưu mới của sân bay Điện Biên đang được xây dựng. Trong thời gian xây dựng đài kiểm soát không lưu mới thì sân bay Điện Biên tiếp tục sử dụng đài kiểm soát không lưu hiện có. Bây giờ chiếc máy bay thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên xuống sân bay Điện Biên chuẩn bị rẽ vào bãi đỗ. Có thể thấy hai chiếc xe cứu hỏa của sân bay đang chờ sẵn, chuẩn bị tạo ra màn phun nước chào mừng những hành khách đầu tiên đến với Điện Biên sau khi sân bay được mở cửa trở lại. Chiếc Airbus A321 chuẩn bị chui qua cổng chào, được dựng bằng cầu vồng nước. Đây là một nghi thức quen thuộc của ngành hàng không để chào đón đường bay mới, máy bay mới hay việc mở cửa trở lại sân bay. Màn phun nước vẫn tiếp tục sau khi chiếc máy bay đi qua. Màn phun nước này sẽ tạo ra một hiệu ứng rất đẹp để chụp ảnh hay quay phim ở hướng chính diện. Tiếc là góc quay của mình hơi bị lệch. Và bây giờ thì màn phun nước chào mừng đã kết thúc. Chiếc máy bay đã tiến vào vị trí đỗ dưới sự hướng dẫn của Mark Seller.
Hai chiếc xe cứu hỏa của sân bay đang hoàn thành nhiệm vụ và đang trở về vị trí tập kết. Các nhân viên mặt đất của sân bay Điện Biên đang di chuyển các bật chèn chặn bánh máy bay và các cột cảnh báo xung quanh hai động cơ của máy bay. Xe cầu thang cũng đã bắt đầu di chuyển tới vị trí cửa của máy bay. Có thể thấy một dãy các xe buýt của cảng hàng không đang chờ sẵn để chuẩn bị đón hành khách vào nhà ga. Cách đây 2 năm khi mình đến sân bay Điện Biên bằng ATR-72 thì vẫn đi bộ từ máy bay vào nhà ga. Đây là các xe buýt của cảng hàng không Điện Biên đang di chuyển ra vị trí để đón hành khách. Về cảng hàng không Điện Biên hoặc hãng hàng không Vietnam Airlines đã chuẩn bị những món quà để chào đón những hành khách đầu tiên đến với Điện Biên. Rất đông đại biểu đã có mặt tại bãi đỗ máy bay để chào đón những hành khách đầu tiên. Và đây chính là những hành khách của chuyến bay thương mại đầu tiên khai thác bằng dòng Airbus A321 tới sân bay Điện Biên đang di chuyển từ cầu thang máy bay vào xe buýt. Trong khi đó thì một chiếc Airbus A321 khác của hãng Vietjet Air cũng đang trên đường bay từ thành phố Hồ Chí Minh tới sân bay Điện Biên. Mình sẽ chờ để ghi hình chuyến bay đó và sẽ gửi đến các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.